Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đặt gốc và độ chọn apply. Trước hết chúng ta mở mềm apply. Đầu tiên chúng ta vào create new file. Bên đây là chọn khổ của chiều dài chiều rộng của cái phôi mình cần cắt. Ví dụ đây tôi để 700 nhân 700 này. Hoặc dưới chữ Y để 1000. Bên trên là 650. Độ dày của phôi là 15mm. Cái này tùy chỉnh nhé. Có thể phôi của bạn là 10mm chẳng hạn. Tôi chỉnh 10mm. Còn đây là các bạn sẽ xét gốc cao độ cho cái phôi. Ví dụ như bạn để mặc định như này là nó bắt đầu chạy từ đây sang bên phía tay phải mình và từ đây lên phía trên. Còn bạn nếu bạn muốn nó cắt bắt đầu thì là cái này ấy, mình sẽ đưa trục x và trục z nó sát ra góc của phía dưới này, thì bắt đầu nó sẽ cắt, bắt đầu nó sẽ chạy từ cái hình này chạy lên trên này. Còn nếu mà các bạn muốn nó chạy từ trên này thì các bạn sẽ đưa trục z nó lên sát đầu trên này và các bạn chọn vào đây thì là nó sẽ chạy từ đây sang bên tay phải mình và từ đây lên phía trên mình. Tất cả các gốc cao độ này các bạn có thể tùy chọn. Các bạn thích nó chạy từ bên này sang bên phía tay trái này cũng vẫn được, và chạy từ trên này xuống. Chúng ta không cần phải đổi cách lắp đặt nhé. Lắp đặt thì tôi có máy của tôi lắp đặt cái trục NEMA, trục Y ở đằng trước này. Nhưng mà nó không quan trọng trục Y ở đằng trước hay đằng sau thì là do mình cắt, mình đặt ở đâu thì nó sẽ chạy đấy. Các bạn thích gốc cao độ đây nó có thể chạy đây, chạy đây như bình thường nhé. Đấy, thì tôi sẽ cho nó chạy từ trên này. Tôi già trục x lên phía góc trên này. Các bạn nhớ chọn mm nhé. Sau đấy sau khi thiết lập xong thông số của hình nền này thì bạn ấn OK. Tiếp đến là chúng ta sẽ thử cắt chữ nhé. Chúng ta đây đặt vào text và viết này. Đây ví dụ tôi có chữ này. Chúng ta gõ chữ đây nhé. Chúng ta bôi đen này. Ta chọn chữ này. Ấn OK nhé. Đấy. Thì nó sẽ có chữ này như này. Chúng ta có thể tùy chỉnh đậm nhạt hoặc là chữ nghiêng. Căn giữa này. Căn phải, căn trái. Căn giữa. Ok. Có nhiều người hỏi tôi là muốn ví dụ chúng ta cắt cái chữ này. Mà chúng ta muốn nó khắc ở trên mica, khắc ở đằng phía sau để chúng ta cho đèn led nó chạy ở đằng sau này. Thì là chúng ta phải khắc sao cho nó khi mà chúng ta quay ngược cái tấm VK lại thì nhìn thấy chữ như thế này. Thì đây nó có công cụ lật của Apply đây. Chúng ta bấm công cụ lật này, nó có thể đảo chiều tùy ý. Đấy, chúng ta bấm vào đây. Chúng ta bấm vào led hoặc right đều được. Đây. Đấy thì nó sẽ sau khi bấm xong chúng ta sẽ đưa nó vào giữa. Căn nó vào giữa nhé. Không này. Đây chúng ta để xuống. Để xuống gốc này đi. Vì chúng ta cắt ở trên mà. Đấy. Thì nó sẽ cắt ngược như thế này. Và khi các bạn quay ngược tấm VK lại thì nó sẽ có cái chữ
như thế thế đấy là đấy là công cụ công cụ lật. lật Các bạn các bạn có thể có lật thể lật ngược ngược xuống như xuống như này này đấy, đấy lật lật ngược ngược lên như lên như này, này lật lật ngược ngược xuống xuống này, này lật lật sang sang này này và và lật lật sang sang này này đấy. đấy Tiếp tiếp đến đến là là chúng chúng ta ta tạo tạo 3D cho 3D cho nó nó nhé. nhé. Nhiều Nhiều người người tạo tạo ấy ấy không, không, đây đây này này mình mình có thể kéo kéo nó nó như như là là trong trong Photoshop Photoshop và và Corel Corel này. này. Kích Kích thước của thước của nó nó đây đây mình mình có có thể thể định định kích thước của nó. Đây là đây là năm năm hai hai mươi mươi này, này, đây là đây là tám tám mươi mươi nhá. nhá. Thì Thì là là trước trước khi khi tạo tạo 3D cho 3D cho nó ấy, nó ấy, bên bên bạn bạn mở mở 3D 3D này này nó nó sẽ sẽ không không có có gì gì này. này. Bạn Phải phải tạo tạo 3D 3D cho cho nó nó thì thì các các bạn bạn phải phải mua mua đen đen nó, nó, báo báo bạn bạn vào vào Modding Modding và và công công cụ cụ này này Creaster Creaster nhé, nhé, Sharp Sharpform Form Tester Tester này, này, Create Create này, này, Tester Tester này, này, bấm vào bấm vào đây. đây. Thì là Thì là đây nó đây nó có ba ba chế chế độ độ lựa chọn. chọn. Cái Cái này này là là nó tạo tạo 3D 3D theo theo hình 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 tròn, tròn, tạo tạo 3D theo 3D theo hình hình nón nón và và tạo tạo 3D 3D theo theo hình hình thẳng, thẳng, đường đường thẳng. thẳng. Độ Độ dày, dày đây là đây là độ độ dày dày để để tạo tạo 3D. 3D. Độ Độ dày dày ấy, ấy, bình bình thường, thường ví dụ ví như dụ các như các bạn bạn là là cái phôi của cái phôi bạn của bạn lúc lúc ấy ấy tôi tôi chọn chọn cái cái phôi phôi ở ở ngoài ngoài 50 50 mi mi nhá, nhá, thì thì ở trong trong này này chúng ta để là sẽ 10 10 mini. mini. Thì là Thì là khi khi mà mà nếu nếu mà mà đây đây là là cắt nhá, cắt cắt chữ chữ nhá, nhá, thì thì các các bạn bạn có có thể thể để để 10 10 mini mini này, này, cắt 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 chữ chữ này. này. Còn nếu Còn mà nếu mà không ấy, không ấy, đây là đây là tôi tôi muốn muốn khắc 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 nó nó sâu sâu xuống xuống mê ca mica để để tôi tôi cho cho cái cái đèn đèn led led vào vào phía phía trong 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 này. này. Thì Thì là là mình mình chỗ chỗ này này mình mình chỉ chỉ cần cần để để lọt lọt cái cái đèn đèn led led xuống xuống thì thì mình mình cho cho nó nó là là 5 5 mini. mini. Đấy. Đấy. Thì nó Thì sẽ nó sẽ chạy chạy xuống xuống là là 5 5 mini mini này. này. Chúng Chúng ta ta ấn ấn chấp chấp nhận nhận này. này. Chúng ta Chúng ta quay quay 3D 3D này. này. Thì đây Thì là đây là 3D 3D này, này, nó nó sẽ sẽ nhưng mà nhưng đây mà là đây là tôi tôi đang đang cắt cắt nhé, nhé, ý của tôi tôi đang đang cắt cắt nhé. nhé. Còn Còn nếu nếu mà mà như như các các bạn bạn muốn, muốn, đây là các đây là bạn các bạn cắt cắt rời rời ra ra này, này, còn còn nếu nếu các các bạn bạn muốn muốn khắc 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 ấy, các bạn muốn muốn khắc muốn khắc chữ này chữ các bạn này, phải phải tạo tạo khung khung cho cho nó, nó, các bạn phải các bạn tạo phải khung tạo khung viền viền cho cho nó. nó. Đấy. Đấy. Thì đây Thì là đây là cắt này, cắt này, còn còn các các bạn bạn sang sang tạo tạo khung nhé. khung nhé. Thì Thì các các bạn bạn tạo một cái tạo một cái khung ở khung ở trong đây trong này. đây này. Độ Độ rộng rộng có có thể thể là là to hơn to một hơn chút một chút. chút. Đấy. Đấy. Chúng ta Chúng ta bôi bôi đen đen và và cho nó cho vào nó trung vào tâm trung tâm ở ở giữa. giữa. Sau Sau khi khi đã đã có có khối khối này này rồi, rồi, chúng chúng ta ta sẽ sẽ nhập 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 lại lại và và đưa đưa nó nó về về góc góc tọa tọa độ. độ. Không 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 không. đấy đấy. Thì là Thì tiếp là tiếp cái cái này này khôi của khôi của mình mình nó nó sẽ sẽ phải là phải một là trăm ba mươi, cái cái này này là là 560. 560. Đấy đấy. Thì Thì sau đấy sau chúng đấy ta chúng cũng ta bôi cũng đen bôi và đen chúng và ta chúng vào ta mốt vào mốt đinh đinh vào vào công công cụ cụ và chúng và chúng ta ta tạo tạo. Thì Thì là là cái khung khung ngoài ngoài này này các các bạn bạn có có thể thể tùy tùy chọn chọn vẽ vẽ hình hình hoa hoa hay hay hình hình gì gì tùy tùy ý ý nhé. nhé. Vì đây Vì đây mình mình làm hướng hướng dẫn dẫn nên nên mình mình không 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 chi tiết chi tiết quá. quá. Đây các bạn Đây các ấn bạn chấp ấn chấp nhận này. nhận này. Đấy đấy Thì là thì là nó nó sẽ sẽ khắc 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 y y như như thế thế này luôn, này luôn, nó sẽ nó khắc sẽ khắc sâu sâu xuống xuống 5 5 mm mm nhé, nhé, để để chúng ta chúng ta có có thể thể cho cho đèn 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 vào vào đây, đây, cho cho đèn đèn led vào led giữa vào này. giữa này. Đấy Đấy. đây nó Đây sẽ nó sẽ là là như như thế thế này. này. Cái này Cái tôi này để tôi phông để chữ phông chữ nó nó hơi hơi to, to, nếu mà nếu mà cái cái này này mà mà nhét nhét đèn đèn vào vào thì thì cũng cũng được được thôi thôi. thôi. Các Các bạn bạn có có thể thể nhét nhét đèn đèn ở ở giữa giữa này này nó nó cũng cũng có có thể thể tỏa 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 sáng sáng ra ra này này. Đấy, Đấy, hoặc hoặc các các bạn bạn có có thể thể lựa chọn phông chọn chữ phông chữ khác. khác. Nó cái Nó cái diềm nó diềm nó bé bé hơn hơn thì thì nhét nhét cái cái đèn đèn nó nó vừa vừa vào vào ấy. ấy. Nhét Nhét cái cái đèn đèn led led nó nó dây dây nó nó vừa vừa vào vào thì thì nó nó sẽ sẽ đẹp. đẹp. Đây Đây tôi tôi làm làm thử. thử. Chúng ta Chúng ta lại lại tiếp tục tiếp nhé, tục nhé, sang sang xét xét dao này. dao này.
thì độ thì dày, độ dày dày tại thì vì mình để bên để này bên là này là 5 5 5 mm nha, mm nha, mình khắc xuống khắc sâu xuống 5 sâu 5 mm mm thì thì chỗ chỗ này này mình cũng chỉ cũng để chỉ 5 để 5 mm mm thôi. thôi. Đây là Đây nhấp là của nhấp chụp của ghét ghét này. này. Chúng ta Chúng ta thích thích nó đầu đầu tiên tiên nó nó nhấp nhấp lên lên bao bao nhiêu nhiêu thì thì chúng chúng ta ta điền điền chỉnh chỉnh ở ở đây. đây. Còn Còn không nếu thì không thì cứ cứ để để nguyên nguyên nhá. nhá. Vẫn Vẫn ok. ok. Tiếp Tiếp vào vào công công cụ. cụ. Chúng Chúng ta ta sẽ sẽ khắc khắc nó. nó. Đấy, thì Đấy, chúng thì ta chúng ta ấn ấn vào vào công cụ này và này và chọn chọn là select select này. này. Chúng ta Chúng ta chọn chọn dao. dao. Chọn Chọn dao dao thì thì bình thường thì thì vẫn vẫn là là dao dao AMI AMI này. này. Tôi Tôi dùng dùng nguyên nguyên dao dao AMI AMI này này nhé. nhé. Không có Không có bạn bạn dùng dùng bất bất kể kể dao dao gì gì đều đều có được. đều Được được hết. hết. Bạn Bạn dùng dùng có thể dùng dao 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 fighting fighting hoặc hoặc dao dao phay phay thô thô cũng cũng được, được, nhưng nhưng bạn bạn lưu lưu ý ý là là cái đường đường mũi mũi để để cho cho nó nó khắc khắc cắt cắt đấy, đấy các thì bạn các phải bạn phải thử. thử. Đây thì cái cái đường đường tính tính đều đều của của nó nó là là 3.175 3.175 này. này. Độ ăn Độ ăn sâu sâu thì thì tôi tôi để để cho cho nó, nó nếu nếu mà mà mica mica khác mica mica thì thì tôi tôi để để 1.3 3 nhé. nhé. Cái này bạn Bạn chỉnh chỉnh 0.6 này. 0.6 này. Thì là Thì cái là này cái ấy, này ấy, thì thì nó nó có một có cái một thông cái thông số nó số liên nó liên quan quan đến đến cái cái gọi gọi là là sau sau khi khi nó nó cắt cắt ấy, thì thì cái phần trăm của của cái cái độ cắt độ ấy thì thì theo theo như như các các thông thông số số của những người người vận vận hành hành máy máy thì thì người người ta ta khuyên khuyên dùng dùng nó nó là là từ từ 0.5 0.5 0.3 đến 0.3 đến 0.6 0.6 hoặc là hoặc là 0.8 0.8 đấy đấy thì thì mình mình lấy lấy tầm tầm giữa giữa là là 0.6. 0.6. Con này Con này tốc tốc độ độ cắt cắt này. này. Tốc Tốc độ độ thì thì các các bạn bạn có có thể thể để để 800 800 900 900 1.000 1.000 tùy tùy ý ý nhá. nhá. Cái Cái này này là là do do các các bạn bạn muốn muốn cắt cắt nó ví ví dụ dụ như như là là mình cắt cắt mà mà mình cảm cảm thấy thấy nó nó chạy chạy nó nó hơi hơi nhanh nhanh so so với với cái cái đường đường lưỡi lưỡi dao dao của của mình mình phay ấy, thì mình có mình thể có thể giảm tốc tốc độ độ xuống xuống hoặc hoặc là là mình mình thấy thấy nó nó chậm 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 thì thì mình mình có có thể thể tăng tăng tốc tốc độ độ lên. lên. Nhưng mà Thường thường thì thì nếu mà khắc mica mica thì thì tôi tôi để để khoảng khoảng tầm tầm 800. 800. Cái Cái dưới dưới này này là là nhân lên nhân hạ lên hạ xuống xuống thì thì tùy tùy các các bạn bạn 300 300 500. 500. Con này Con tốc này độ tốc của độ của spin nhá, spin nhá, tốc tốc độ độ spinner spinner thì thì cái này mình dùng dùng spinner spinner cắm cắm ngoài ngoài nên nên mình mình không không cần cần phải phải chỉnh, chỉnh, còn còn nếu nếu các các bạn bạn dùng dùng spinner spinner đấu đấu trực trực tiếp tiếp từ từ mạch mạch Aruno Aruno nhá, nhá, hit hit Aruno Aruno thì thì các các bạn bạn sẽ cho cho tốc tốc độ độ spinner spinner của của nó nó vào vào đây. đây. Thí Thí dụ dụ như nó nó là là 33.000 33.000 vòng vòng trên trên phút phút chẳng chẳng hạn hạn. hạn. Đấy, Đấy, thì bạn các bạn cho vào cho đây. vào đây. Rồi ấn Rồi chấp ấn nhận chấp này. nhận này. Ok. Ok. Tiếp Tiếp mình mình sẽ sẽ tạo 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 này. này. Đấy Đấy thì thì là nó nó sẽ sẽ cắt cắt theo theo nó sẽ cắt cái cái này này sâu sâu xuống xuống 5 5 mm này. mm này. Chúng ta Chúng có ta có thể thể xem xem trước trước ở ở đây. đây. Đấy. Đấy. Xem Xem nó nó sẽ sẽ khắc. khắc. Nhìn ở Nhìn ở đây đây nhá nhá thì thì là là nó nó thủng thủng xuống xuống nhưng mà thực thực tế tế ra ra là cái cái phôi phôi của chúng ta ta là 10 10 mm mm thì thì nó nó sẽ sẽ không không thủng thủng được được hết hết đâu, đâu. nó Nó chỉ chỉ khắc 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 xuống 5 xuống 5 mm mm thôi thôi nhá. nhá. Đấy. Đấy. Chúng ta có Có thể thể xếp xếp lại. lại Xếp xếp lại lại nhớ nhớ là là chọn 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 g cốt g cốt mm chấm chấm tập tập này này nhá. nhá. Là xếp Là lại xếp này. lại này. Thì Thì chúng ta chúng có ta thể có thể tạo tạo file file test test 001 001 chẳng chẳng hạn. hạn. Chúng ta Chúng ấn ta ấn xếp xếp lại. lại. Sau đây Sau chúng đây ta chúng có ta thể có thể đưa ra đưa phần ra mềm phần mềm mềm VC VC để chạy 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 nhé. Hoặc chúng ta dùng Dùng bất bất kể kể phần phần mềm mềm gì gì cũng cũng được. được. Hay Hay chúng chúng ta ta dùng dùng Mac 3. 3. Đây, Đây, chúng chúng ta ta vào tệp vào tệp tin này, tin này, mở này. mở này. Đấy, Đấy. Thì nào nó sẽ đây, đây, nó sẽ chạy chạy như như thế thế này. này. Chạy Chạy xong xong thì thì chúng ta chúng có ta có thể thể đưa đưa led led vào vào đây. đây.